Phía sâu trong một con hẻm tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh có một lớp học đặc biệt. Nơi lấy tường làm bảng. Nơi thầy trò gọi nhau là chú cháu. Nơi sẽ dạy học sinh tới 6 môn học ở trường. Dù ai cũng biết người thầy ấy còn chưa học hết cấp 3. Đó là lớp học miễn phí của chú Bio. Tới quận 9, đây là thành phố Thủ Đức cách đây 13 năm. Anh Khánh bén duyên với lũ trẻ trong xóm nghèo từ khi nào không hay. Từ những buổi dạy kèm ven đường, lớp học ở căn nhà lá đơn sơ, cho đến giờ khi có một lớp học phần nào khang trang hơn do phụ huynh hỗ trợ, thì người thầy ấy vẫn bền bỉ hàng ngày, cần mẫn trao đi tri thức. Nó một từ một sự đồng cảm thôi. Cái tuổi thơ của các bé là những cái gì mà ngày xưa của mình nó lại hiện về, là những gì mà mình vất vả, mình khó khăn trước đó. Thế là dành lại thời gian vừa dạy vừa học lại cùng chơi với các bé. Mình cứ nghĩ các bé như là em mình, là cháu chắt của mình trong nhà. Sao rồi, tình hình của chú sao? Căn nhà nhỏ chỉ vài chục mét vuông có 42 học sinh, được chia thành 3 khu vực. Tầng 2 sẽ là khu vực của các bạn nhỏ lớp 8, lớp 9 học toán. Tầng 1 là nơi các bạn học sinh lớp 7 học tiếng Anh. K1 là gồm có lớp 7 và lớp 9, và K2 sẽ là lớp 6 và lớp 8. Lớp 6 thì mình chỉ dạy chủ yếu là toán lý và anh văn. Lớp 7 mình cũng dạy toán lý anh. 8 thì mình phải dạy toán lý hóa bởi vì có môn hóa khó. Và lớp 9 thì bắt buộc mình phải trở lại toán ngữ văn với anh văn. Tranh thủ lúc học sinh làm bài, anh Khánh còn vào bếp để chuẩn bị món ăn, bởi thầy và trò từ lâu đã coi nhau như một gia đình. Những học sinh cũ của những lứa đầu tiên năm 2000 như Linh và Dậu giờ đã ra trường đi làm rồi, nhưng cũng thường qua để giúp chú kèm các em. Chú hồi đó với chú với bây giờ, cái phong cách dạy vẫn dạy, nó vẫn vui, vẫn như ngày nào. Chỉ mong chú khỏe mãi để dạy thêm mấy bé nữa. Để rồi nhiều thế hệ lại quây quần bên mâm cơm đầm ấm. Người thầy ấy, dù có phải đi làm nhiều nghề để mưu sinh kiếm tiền trang trải, nhưng cũng chẳng tiếc gì cho học trò của mình. Chỉ cần tương lai, các em hạnh phúc và thành công. Khi có bé bước chân ra khỏi lớp này, thì mình tự hào là các bé đầy đủ sự chín chắn, bản lĩnh bước trên cái con đường tự lập của các bé. Mình cảm thấy đó là cái chuyến đò thành công.